Xin chào bà con. Thì hôm nay mình có đến vườn của bà con nông dân á. Thì clip này mình quay nói chung là về vấn đề là thu hoạch bơ 034 nha bà con. Thì hôm nay mình sẽ đi quay các bạn xem về những cái bơ 034, nói chung là trái rất là già và dài, xanh, bóng và đẹp. Thì hiện tại giá bơ 034 hiện tại nói chung rất là cao và cao đỉnh điểm luôn. Thì giá bán lẻ bây giờ là 150.000 một ký tại khu vực chợ Đà Lạt, Lâm Đồng đó. Đó là giá bán lẻ của cái giá bơ 034 đó. Nói chung về giai đoạn này bơ 034 rất là cao, nói chung là sốt khoảng 2-3 năm nay. Thì trồng cây bơ thật chắc ra nói chung là rất là hiệu quả cao. Thì hầu như chúng ta trồng ra có trái rồi, đến khi mà thu hoạch thì hầu như lái buôn á, thương gia rồi á, họ vô tới nhà họ mua, họ cắt cho mình luôn. Nhưng mà rất hiệu quả cho bà con nông dân chúng ta. Thì đây là cây bơ 034, nói chung là trái rất là bóng, đều, xanh và đẹp, trông nhìn rất là mê. Chung là những bà con nông dân này chúng ta ai mà đã ăn và thử và trải nghiệm về cây bơ 034 á, chung rất là dẻo và ngon. Nói chung là cũng về so sánh thì giữa bơ 034 và bơ bút ấy, thì hầu như hai cái này tương đương nhau, tương đồng nhau. Trong về độ ngon thì người nào ăn bơ bút mà những trái bơ mà già mà đủ tuổi á thì thật sự rất là ngon. Thì người thì thích bơ 034, người thích bút, thì người thích bơ sáp, đó là tùy vào mỗi bà con nông dân chúng ta thích ăn như thế nào. Nhưng mà đánh giá của mình á thì giữa bơ 034 thì nói chung là nhanh chín, ăn nó nhanh. Nói chung còn bơ bút thì nó lâu chín, ăn nó cũng ngon, cái nào cũng ngon. Thì để mà đánh giá thì sau này mình sẽ làm clip so sánh cho bà con về bơ bút và bơ 034 nha. Thì mỗi cây bơ nó có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Còn cái bơ 034 hầu như là mọi người ai cũng rất là thích, nhưng tới bây giờ luôn á, theo mình và quan điểm thì bà con chuyển đổi ghép toàn bộ 034 hết rồi. Cái thứ nhất là dễ đậu, cái thứ hai nữa là dễ chăm sóc, cái thứ ba nữa là một năm nó ra được 2 vụ. Cái đó là những vấn đề cơ bản mà cái bơ 034 mà bà con chúng ta hiện nay đang ghép và thị trường rất là mạnh. Như cái bơ mà đang quay các bạn xem á, cái bơ này mới có 3 năm tuổi à, có những cây 4 năm tuổi á, thì trái cũng rất là nhiều xum xê. Và đối với cái bơ 034 này thì tán nó cũng nhỏ, nó không có rậm và không có xum xê như cái bơ bút, nó không có chiếm diện tích nhiều. Và tốc độ sinh trưởng phát triển nó chậm hơn bút rất là nhiều. Cho đó là cái vấn đề mà sinh trưởng mình nói sơ qua thôi. Nãy giờ mình cắt các bà con xem không? Bơ á, trái nào đấy bóng loáng thôi, nói chung mà đây là đi cắt tỉa. Thì mình lựa những cái trái nào nó già, nó bóng, nó đủ độ tuổi thì mình cắt. Còn cái nào nó còn non, yếu thì mình để lại, để khi nào nó già thì mình mới hái. Vì cái bơ này lưu ý một điểm á, nếu bà con hái mà chưa đủ độ già của nó thì cơm nó sẽ không có vàng, ăn nó sẽ không có ngon, hơi nhạt và nó hơi bở. Còn khi bà con ăn đủ độ tuổi luôn, nó dẻo nghèo luôn. Nói chung là rất là dẻo, ăn nói chung là cực kỳ béo. Trong cái này những bà con những khu vực á, hầu như ở Việt Nam chúng ta bà con nào cũng thích ăn bơ, ở vùng nào cũng thích ăn bơ. Nói chung là nói về trái cây thì cái bơ là cái dễ ăn nhất và nó cũng tiêu thụ được mạnh, nói về cây ăn quả nó cũng điều hòa được, nói chung là chúng duy trì được, nó không bị ế ẩm. Như mà quay á, xong á, các bạn xem á, khi mà cắt thu hoạch bơ nói chung là phải nâng niu nó, bơ thì phải nhứt giá nhì da, thứ ba là ruột. Để đánh giá một cái bơ chúng ta nó đạt năng suất cao á thì phải giá thành, cái thứ hai da nó phải bóng mướt, tới thứ ruột nên người ta gọi là nhứt giá nhì da, thứ ba là ruột á. Nên mà con chăm sóc của mình thì vườn này chung là bồi xích cũng rất là ít, nên tỷ lệ mà chích cho trái chúng ta nó sần sùi á rất là ít. Nãy giờ mình cầm quay các bạn xem á, bơ rất là bóng loáng. Thì cái vườn bơ mình sẽ đi cắt hết vườn cho các bạn xem, tới lúc mà đem vô nhà xếp cho con xem thì trái rất là nhiều. Cái này thật sự là mình phải nâng niu nó, vì đừng để cây bơ chúng ta nó bị dập xước, dẫn đến khi mà tình trạng chúng ta tới khi nó chín á, thì nó sẽ bị thối cái phần nó đi. Nên công tác mà cây bơ 034 chúng ta hay bảo quản rất là kỹ, nhất là cái khâu mà vận chuyển. Có nghĩa là bà con có thể đóng khay nhựa nè, thùng giấy rồi đó, nhưng mà xếp theo hướng đó. Nếu bà con không xếp đều nó thì nó dễ bị gãy lắm. Vì bơ này bơ trái dài mà. Thì tí nữa mình sẽ quay bà con xem một cái đoạn bơ chung rất trái rất là dài, đều, đẹp, xanh, mướt. Nói chung là nông dân mà con bán cái bơ này chung là cũng thích, vì giá nó không được cao, nói chung là ổn định. Nói chung giá cả thì theo thị trường, nhưng mà 2 năm nay thì
27, 28, 29 thì cái giá bơ 0,4 nó cũng sốt lên mà rất là cao. Thì qua đó mình cũng chia sẻ với bà con thôi về cái vấn đề mà bơ hiện tại như thế nào. Thì qua đó thì bà con nào thích bút thì bà con vẫn trồng bút, bà con nào thích 0,4 thì bà con vẫn ghép 0,4, bà con nào thích Cuba ghép bông Cuba, đó là tùy vào cái nhu cầu của bà con thôi. Còn clip này mình chỉ quay và chia sẻ những vấn đề mà nông dân chúng ta thu hoạch bơ. Đó có những bà con nông dân chúng ta ở những vùng mà không có bơ, hoặc những vùng xa, hoặc những vùng ở thành phố, hay những bà con nào chưa thấy cái bơ 0,4 á, thì bà con có thể xem và tham khảo về vấn đề bơ. Qua đó bà con có thể chăm sóc cho mình một cái mùa nó bội thu hơn và cao hơn. Thì clip này mình sẽ quay rất là dài và chi tiết cho bạn xem và toàn bộ quá trình hái bơ, thu hoạch bơ mình sẽ quay sơ cho bà con tham khảo về những cây bơ 0,4. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ tiếp tục quay thêm những video hay cho con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.